Nếu chị lỡ thấy rồi thì em nói luôn. Em mua cái đồ này nè, để tối nay em cúng cho bà chủ cũ của căn nhà này. Bà chủ cũ hả? Dạ. Chị ngồi xuống đây đi, em kể cho nghe. Dạ dạ. Sao tự nhiên nghĩ đột ngột vậy chị? Có chuyện gì đi vô trong nhà đi rồi từ từ nói, em thương lượng với chị. Thôi. Tôi không vô trong nhà đâu. Đáng lý ra là tôi nghĩ luôn á, nhưng mà tại vì tôi sợ cô cậu trong, cho nên tôi đến đây để báo cho cô cậu một tiếng. Chồng em còn nói kìa, chị làm việc rất là tốt luôn. Làm gì có chuyện khủng khiếp. Anh nghĩ do chị không thích ở nhà mình nữa thì diễn lý do thôi. Không phải, mà hồi nãy em còn nghe chị dặn anh á là phải mạnh mẽ lên bảo vệ vợ con. Trời đất ơi, chị làm giống như trong nhà mình là cái gì nguy hiểm dữ lắm á. Ông xã hả? Hôm nay em được sếp cho dậy sớm, cả nhà mình đi ăn nha. Thức ăn đầy đủ hết rồi. Anh đã thuê được người giúp việc mới trong nhà mình rồi. Cái gì? Giúp việc nhà? Dạ em chào chị. Anh Tú ơi, anh xuống em nhờ một cái. Hả? Tú ơi, anh chào bột của em đi. Chồng mình đi, chồng nói vậy. Vì ham mê giàu sang em bán đi hạnh phúc đời mình rồi em. Anh coi kìa, đang tắm ở trong phòng tắm của hai vợ chồng mình kia kìa. Em nói ai? Bình hả? Chứ còn ai nữa? Hết dễ sợ luôn. Trời ơi, em công nhận nha, tắm ở nhà tắm ở chợ nó gì rộng rãi gì đầy đủ tiện nghi. Em muốn tắm hoài mà không muốn ra luôn á. Chị Bình đó, chị Bình, chị Bình mặc cái bộ đó quá trời đẹp luôn, đẹp y chang người mẫu. Đúng không mẹ? Không biết. Thank you.